Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh bên em thì chuyên thanh lý điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ cho các bạn. Và hôm nay thì là ngày 20 tháng 4 năm 2024. Và trong cái buổi tối phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì bên em lại về list mẫu sản phẩm điện thoại chính hãng, điện thoại siêu lướt giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn trưng sản phẩm điện thoại giá rẻ nào bên mình thì các bạn thể đăng ký kênh YouTube Triệu Phú TV, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại siêu lướt giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên các bạn nhá. Và sản phẩm đầu tiên thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được một con máy coi như là dòng của Xiaomi các bạn nhé. Thì là các bạn nhìn đây, đấy, nhìn thiết kế thì con này rất là đẹp các bạn nhé. Thì là trên tay mình đây là sản phẩm coi như là Xiaomi 12X các bạn nhé. Đây, một con dòng của Xiaomi coi như là thiết kế rất đẹp các bạn nhé. Con này của mình thì là trang bị một màn hình của nó thì màn hình cong này, màn hình cong như kiểu S8, S9 ấy. Đấy. Màn hình cong kiểu S8, S9 các bạn nhé. S8, S9 OLED này 6.2 inch, 6.28 inch. Độ phân giải của nó thì là Full HD cộng bạn nhé. Nó như kiểu là cái con S8, S9 ấy, màn hình cong kiểu như thế các bạn nhé. Và cái cấu hình chi tiết cái con Xiaomi 12X này của nhà mình thì là cực kỳ là khủng các bạn nhé. Con này của mình là phiên bản sẽ là của nó sẽ là RAM 8GB và cộng được thêm 4GB RAM hỗ trợ. Chạy con chip Snapdragon là 870 5G. Đấy, con này mình là có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhé. Bộ nhớ trong con này của mình thì là lên tới tận là 128GB. Đấy, bộ nhớ trong 128GB cho bạn lưu trữ thì cực kỳ ok các bạn nhé. Con này của mình là chụp ảnh đấy. Đấy, camera trước sau cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Nói chung là cái bọn Xiaomi này rất là ngon, rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy. Bạn nào mà cần nhỏ gọn thì các bạn xúc cho mình con này, quá là ngon luôn. Hỗ trợ cổng sạc Type-C này. Type-C và con này là chung luôn tai nghe các bạn nhé. Hỗ trợ cổng sạc Type-C và chung luôn tai nghe các bạn nhé. Cái con này của mình thì mình đã cái mặc định con này của mình thì nó sẽ là toàn tiếng Anh các bạn nhé. Nhưng ở đây thì mình đã Việt hóa. Ở đây mình đã Việt hóa coi như là được 70% là tiếng Việt các bạn nhé. Ở đây mình đã Việt hóa là 70% nó sẽ là tiếng Việt rồi. Đấy. Về pin con này thì mình chưa nói các bạn nhé. Pin con này của mình là pin 4500 mAh. Đấy, có hỗ trợ sóng 5G, chip 5G đấy mới. Con này của mình đã cài CS Play đầy đủ các bạn nhé. Có CS Play đầy đủ luôn. Đấy, đã Việt hóa coi như là đến coi như là 70% là tiếng Việt các bạn nhé. Đấy, còn chỉ duy nhất coi như là vào mỗi cài đặt này nó sẽ là có tiếng Anh đấy các bạn nhé. Đấy, nói chung là về các bạn dùng coi như rất là quen, dùng thời gian là quen đấy các bạn nhé. Đấy. Dùng thì quá là ngon luôn. Bạn nào mà tài chính mà hơn 3 triệu đồng thì các bạn xúc cho mình con này cực kỳ là ngon các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là Xiaomi 12X này của nhà mình thì là bên mình sẽ thanh lý bạn với mức giá coi như là 3.500.000 đồng các bạn nhá. Đấy, 3 củ 5 cho bạn nhá. Đấy, camera của nó đục lỗ này, âm màn hình chống bẩn cực kỳ là ngon các bạn nhá. Đấy, chip Snapdragon là 870 cực kỳ là ngon cho bạn nhá. Và hình thức mua hàng bên mình thì các bạn thể liên hệ trực tiếp mình qua hai số hotline là 0966 221 789 và 0833. Hai số này bên mình đều dùng Zalo hết các bạn nhé. Và địa chỉ cửa hàng bên mình là số nhà 72 này, phố Ba Thá, Việt Nam, Hà Nội. Bạn nào mà gần cửa hàng bên mình ấy, gần địa chỉ ở gần khu mình ấy, thì các bạn thể search Google Maps này qua địa chỉ cửa hàng bên em để là giao lưu trao đổi mua bán. Ở xa thì bạn không qua cửa hàng bên em được thì bên em có ship cô ba miền các bạn nhé. Và hình thức mua hàng ship CKD ấy thì các bạn hoan hỉ cọc cho em 100k, 200k và 300k tùy theo mức giá sản phẩm. Và tất cả sản phẩm bên em bán ra thì bên em sẽ bao test cho bạn như toàn máy là 15 ngày và bảo hành phần cứng lên tới tận là 6 tháng nên bạn yên tâm sử dụng bạn nhá. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về mẫu coi như là Samsung, coi như là cái dòng này thì nó thật các bạn quá là ngon các bạn nhá. Một con máy coi như là cũng rất là ngon các bạn nhá. Thì là trên tay mình đây sản phẩm coi như là Galaxy S20 cộng 5G. Một mẫu máy bên em cũng bán cực kỳ là chạy các bạn nhá. Thì là trong cái buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được một là màu tím này. Và thứ hai con này của mình là màu đen các bạn nhé. Về cái ngoại hình con này của nhà mình thì là so với máy 10 cũng là 18, 19, 10. Thì là máy thì còn rất là đẹp các bạn nhé. Đấy. Mặt lưng của nó thì mặt lưng nhám, chống vân tay, chống bẩn cực kỳ ok các bạn nhé. Màn hình thì con này của mình thì màn hình đẹp trắng sáng các bạn nhé. Đây, màn hình thì con này của mình màn hình đẹp trắng sáng này. Đấy, màn hình đẹp trắng sáng trong veo các bạn nhé. Con này của mình thì là về cấu hình chip RAM này. Thì con này của mình là phiên bản của Mỹ này. Có chip 5G, sóng 5G đời mới các bạn nhé. Phiên bản của Mỹ sẽ hỗ trợ 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 4800 mAh. Và chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhé. Quá là ngon luôn. RAM thì là sẽ là RAM 8, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Và tốc độ làm mới màn hình thì là lên tới tận là 100
20Hz các bạn nhá. Camera bọn này thì chụp ảnh cũng rất là sắc nét luôn. Đây, bọn này thì Samsung thì chụp ảnh nào rất là đẹp các bạn nhá. Đấy. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm cũng như là Galaxy S20 cộng 5G này thì là bên em sẽ thanh lý cho các bạn với mức giá coi như là 6.200.000 các bạn nhá. Đấy, máy rất là đẹp các bạn nhá. 6.200.000 cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về sản phẩm này là sản phẩm như Galaxy S21 Ultra 5G, một siêu phẩm của Samsung, nói chung là phân khúc có như là loanh quanh 8 đồng quay về thôi, cực kỳ đáng mua các bạn nhá. Về ngoại hình thì con này của mình thì là máy còn rất là đẹp các bạn nhá. So với máy mới thì con này của mình cũng là 18, 19, 10. Này, về ngoại hình thì máy còn rất là đẹp này. Mặt lưng của nó thì là chống vân tay, chống bẩn cực kỳ ok, mặt lưng nhám rất là đẹp các bạn nhá. Màn hình thì con này của mình thì màn hình bên mình thì màn hình đẹp trắng sáng này. Đấy, màn hình đẹp trắng sáng, camera của nó đục lỗ, âm màn hình chống bẩn cực kỳ ok. Và camera sau của nó lên tới tận là 100x cho hình ảnh, coi như là các bạn có thể là zoom xa, zoom gần này. Đấy, zoom xa, zoom gần thì cực kỳ sắc nét các bạn nhá. Đấy, zoom ga, zoom gần. Và đây toàn cảnh cửa hàng bên mình các bạn nhá. Đấy, camera trước này. Đấy, nói chung là về chụp ảnh quá là nét đúng các bạn nhá. Con này của mình thì là mình về sẽ nói sơ qua về chi tiết cấu hình cho bạn nhá. Con này của mình là phiên bản của Mỹ này, có chip 5G, sóng 5G đời mới. Phiên bản của Mỹ sẽ cũng hỗ trợ hai SIM, một SIM vật lý và một SIM eSIM. Thông tin pin sẽ là pin 5000. Cấu hình sẽ là RAM của nó sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 888 5G các bạn nhá. Và tốc độ là mới màn hình thì là cũng là lên tới tận là 120Hz, siêu nhanh siêu mượt. Và cái con này của mình là trang bị một màn hình OLED 6.8 inch, độ phân giải của nó thì là QHD 2K cộng các bạn nhá. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm siêu phẩm coi như là Galaxy S21 Ultra 5G này thì là bên em sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 8 triệu đồng cho bạn nhá. Đấy, giá quá hợp lý cho bạn một thời điểm hiện tại. Một con máy mà 8 triệu đồng. Mua này về dùng rất là ngon các bạn nhá. 8 củ cho anh em các bạn nhá. Nhà mình thì có hai con các bạn nhá. Và trong cái phiên live của nhà mình tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này của mình là con Galaxy Note 10 cộng, Note 10 Plus thì các bạn nhá. Cái con này của mình thì là phiên bản của Mỹ các bạn nhá. Phiên bản của Mỹ này. Đấy, hỗ trợ coi như là một SIM một sóng các bạn nhá. Phiên bản của Mỹ sẽ về pin thì là pin 4K3 này. Màn hình thì là màn hình OLED 6.8 inch, độ phân giải của nó QHD 2K cộng. Màn hình thì con này mình là màn hình đẹp trắng sáng các bạn nhá. Đây, màn hình đẹp trắng sáng luôn, màn hình đẹp trắng sáng các bạn nhá. Cấu hình thì con này của mình thì phiên bản của Mỹ cũng cực kỳ là khủng. RAM 12, bộ nhớ trong sẽ là 256GB. Chạy con chip Qualcomm Snapdragon là 855 các bạn nhá. Đấy, con này của mình thì là máy màu trắng, về ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhá. Máy màu trắng, ngoại hình trên 90% các bạn nhá. Và cũng có tốc độ làm mới màn hình. Con này không biết là có tốc độ làm mới màn hình không? À, dòng này nó sẽ không có bạn. Dòng này nó sẽ không có tốc độ làm mới màn hình các bạn nhá. Tốc độ là 10 nhưng mà vẫn rất nhanh, mượt, cực kỳ là mượt các bạn nhé, đẹp nhé. Cái con này của nhà mình thì là tình trạng của nó thì là cái bút, mà bút này thì là vẫn vẽ bình thường các bạn nhé. Các bạn thể là mua về học online hay là vẽ hoa là cành chim cò bình thường. Nhưng mà chỉ duy nhất cái nút cảm ứng ở đây này, cái nút cảm ứng mà bấm quay phim chụp ảnh ấy, thì nó sẽ là không bấm được quay phim chụp ảnh các bạn nhé. Nói chung là cái dòng bút Note 10 này nó hay bị lỗi bút lắm. Nên là cái con này thì mình sẽ thanh lý giá cực kỳ hợp lý cho bạn. Giá sẽ là 4.900.000 đồng cho bạn nhé. Đấy, tài chính các bạn là 5 triệu đồng loanh quanh quay về thì các bạn xúc cho mình con này quá là ngon các bạn nhé. Đấy, cực kỳ là ngon cho bạn nhé. Đấy, camera rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, cực kỳ sắc nét cho bạn nhé. Đấy, rất là ngon các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 4.900.000 cho bạn nhé. 4 củ 9 các bạn nhé. Và tiếp theo thì là nhà mình có mấy mẫu iPhone bạn nhá. Hôm nay thì nhà mình có iPhone XS này. XS thì cái con này của mình thì là mình sẽ bao bạn như là main zin này và pin thì đã được thay mới 100% các bạn nhá. Đấy. Main zin này và thay coi như là màn hình OLED các bạn nhá. Đây, main zin và con này của mình là khách cũng đã thay màn hình là OLED một lần cho bạn nhá. Thay màn hình OLED. Màn hình OLED này thì nó đẹp không khác màn zin các bạn nhá. Bình thường các bạn mà so sánh với cái màn zin với cái màn hình OLED này thì là gì nhỉ? Nói chung là các bạn chỉ 19-10 các bạn nhé, rất là đẹp các bạn nhé. Pin thì mình đã thay pin mới 100% rồi, về là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và main thì là mình sẽ bao bạn như là main zin các bạn nhé. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái.
không iPhone lock và không ai cả lão ẩn các bạn nhé. Và giới thiệu chi tiết này, iPhone XS này, phiên bản LLA, bộ nhớ trong sẽ là 64GB, phiên bản không giới hạn SIM. Từ XS trở lên thì các bạn có thể là dùng được hai SIM hay sóng các bạn nhé, một SIM vật lý và một SIM eSIM các bạn nhé. Fake ID thì con này của mình thì là Fake ID đầy đủ các bạn nhé. Mình sẽ test qua phần Fake ID này. Fake ID thì con này của mình là đầy đủ hết các bạn nhé. Đấy, các bạn có thể là quét Fake ID. Camera thì bọn iPhone này thì chụp ảnh lúc nào rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy, Fake ID thì con này đầy đủ các bạn nhé. Máy thì là màu trắng ngọc trinh, ngoại hình thì là còn là trên 90 một chút các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm của những iPhone XS này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 3.500.000 đồng các bạn nhé. Đấy, bạn nào có tài chính mà 3.5 củ mà mua iPhone 7 Plus, 18 Plus thì các bạn mua XS để cho mình dùng cực kỳ là ngon các bạn nhé. Chỉ duy nhất coi như là mỗi thay màn hình OLED thôi, còn tất cả lại là zin hết 100% các bạn nhé. Pin thì pin đã thay pin mới rồi, về là các bạn yên tâm sử dụng các bạn nhé. Và tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này của mình là iPhone XR các bạn nhá. Đấy, thì về ngoại hình con iPhone XR này của mình thì là máy cũng còn là trên 90%, máy cũng còn rất là đẹp các bạn nhá. Con iPhone XR này của nhà mình thì là mình sẽ nói sơ qua qua về cái chi tiết con này của nhà mình. Thì là con này mình sẽ bao bạn như là zin toàn bộ bạn nhá. Bao cho như là main zin và màn zin, chưa sửa chữa hay chưa chọc máy gì bạn nhá. Con này của mình có tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái, không coi như là iPhone lock hay là iCloud ẩn gì các bạn nhé. Về tình trạng pin con này, pin con này của mình là pin zin, pin zin theo máy còn 89% bạn nhé, pin zin theo máy còn 89% bạn nhé. Về cấu hình chi tiết cái con iPhone XS này của mình thì cái con này của mình thì là phiên bản LLA, phiên bản của Mỹ này, bộ nhớ trong 64GB, phiên bản không giới hạn SIM, hỗ trợ coi như là hai SIM hay sóng bạn nhé. Các bạn thể dùng một SIM eSIM và một SIM vật lý rất là ngon bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là iPhone XR này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 3.800.000 đồng bạn nhé, 3.8 củ cho bạn nhé, rất hợp lý luôn. Về tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về là con này là iPhone 11 Pro bạn nhé. iPhone 11 Pro thì là cái con này của mình thì là tình trạng thì mình sẽ bao những là zin từ A đến Z các bạn nhé. Bao chọn như là main zin và màn zin, chưa sửa chữa hay chưa chọc máy gì các bạn nhé. Tình trạng iCloud thì mình sẽ bao bạn như là reset hay là gì to là thoải mái, không iPhone lock và không iCloud ẩn các bạn nhé. Pin con này của mình thì là pin cùng mình cũng đã, mình mua khách cái con này của mình là pin kém, mình đã thay pin mới 100% rồi cho bạn rồi, và các bạn cứ yên tâm sử dụng bạn nhé. iPhone 11 Pro này pin mới 100% rồi các bạn nhé, và là các bạn yên tâm sử dụng bạn nhé. Con này của mình là phiên bản quốc tế này, phiên bản quốc tế bộ nhớ trong sẽ là 256GB, phiên bản là không giới hạn SIM, hỗ trợ hai SIM hay sóng, một SIM vật lý và một SIM eSIM bạn nhé. Con này của mình thì là 3 mắt này, về ngoại hình thì là máy còn rất là đẹp bạn nhé. Đây, ngoại hình thì con này màu gold, máy thì còn rất là đẹp bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm coi như là iPhone 11 Pro này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá là 7.000.000 đồng bạn nhé. iPhone 11 Pro phiên bản là quốc tế, 256GB bạn nhé, 256GB. Đấy, giá sẽ là 7.000.000 đồng cho bạn nhé. Về tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này của mình là con Oppo A32 các bạn nhé. Phiên bản sẽ là RAM 4 này, bộ nhớ trong sẽ là 128GB, màn hình thì nó sẽ là 6.5 inch, pin thì là pin 5000 các bạn nhé. Oppo A32 này của nhà mình thì là về ngoại hình con này của mình thì là máy còn tầm khoảng độ là trên 90 một chút các bạn nhé, trên 90 một chút này. Giá cái con này của mình sẽ là 1.500.000 đồng cho bạn nhé. Đây, Oppo, đây Oppo A32 các bạn nhé, RAM 4, bộ nhớ trong sẽ là 128GB. Bọn Oppo này thì là sẽ là cam của nó thì nghiêng về selfie, nó hơi mờ mờ ảo ảo các bạn nhé, nghiêng về selfie. Đây thì nó rất lúc nào nó kiểu sáng trắng đẹp các bạn nhé. Đấy, giá sẽ là 1.500.000 này, các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ là ngon các bạn nhé, 1.500.000 cho bạn nhé. Về tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được mẫu điện thoại coi như là máy tiếp theo là cái con Oppo A77 các bạn nhé, A77s các bạn nhé. Oppo A77s thì con này của nhà mình thì mình mới mua được khách xong các bạn nhé. Con này của mình thì là về ngoại hình thì là máy còn là trên 90% các bạn nhé, máy thì khách cũng dùng cũng cực kỳ là giữ, còn khá là đẹp các bạn nhé. Cái con Oppo A77s này của nhà mình thì là mình sẽ giới thiệu chi tiết về cấu hình cho bạn nhé. Đây, giới thiệu chi tiết này, Oppo A77s con này mình phiên bản sẽ là RAM 8GB này, cộng được thêm coi như là 8GB RAM hỗ trợ bạn nhé.
Và cái con này mình là bộ nhớ trong sẽ là lên tới tận là 128GB. Chip sao Qualcomm Snapdragon là 680. Pin thì là pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Màn hình của nó thì là 6.56 inch các bạn nhé. Camera trước sau thì bọn này thì mình sẽ test qua cho bạn nhé. Trước sau chụp ảnh cũng rất là sắc nét. Nói chung là Oppo thì nó nghiêng về selfie, lúc nào là rất là đẹp, sáng trắng đẹp các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Oppo A77s này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá có như là 3 triệu đồng bạn nhá. Oppo A77s giá sẽ là 3 củ cho bạn nhá. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình có hai mẫu sản phẩm máy mới các bạn nhá. Hai mẫu sản phẩm máy mới này thì bên mình sẽ bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên các bạn nhá. Thì là trên tay mình đây là sản phẩm có như là Oppo K10X 5G các bạn nhá. Còn này thì là bên mình cũng bán cũng rất là chạy các bạn nhá. Oppo K10X 5G. Đây thì mình sẽ khui hộp ra sẽ là xem chi tiết cho bạn nhá. Cái hộp con này của mình thì nó như kiểu là bao thuốc mà Thăng Long hay là bao thuốc Villa ấy, cây thuốc ấy, nó như kiểu là một cây thuốc ấy, nhìn rất là đẹp bạn nhá. Máy mới sẽ tặng kèm đầy đủ bạn nhá. Trong đây là ốp ốp que trong sim trong này các bạn nhá. Đây là của nó, sạc của nó sẽ là kèm theo là sạc 67W các bạn nhá. Và đây của nó sẽ là máy này. Mình sẽ phải úp xuống để lấy các bạn. Đấy. Đây. Ở dưới này là sẽ là dây sạc các bạn nhé. Đây là củ sạc bên này. Đấy. Và đây là máy các bạn nhé. Đây. Con này của mình là con Oppo K10X 5G. Một mẫu máy coi như là cũng rất là ngon các bạn nhé. Cái con Oppo K10X 5G này của mình thì là phiên bản của nó sẽ là mình sẽ xem chi tiết cho bạn nhé. Phiên bản con này của mình là có chip được 5G, sóng 5G đời mới này. RAM của nó sẽ là RAM 8GB và cộng được thêm 5GB RAM hỗ trợ các bạn nhé. Cấu hình con này mình sẽ là bộ nhớ trong sẽ là 256GB và có tốc độ là mới màn hình thì là lên tới tận là 120Hz. Màn hình của nó thì là Full HD cộng 6.59 inch các bạn nhá. Chip Qualcomm Snapdragon là 6595 5G các bạn nhá. Quá là ngon luôn rồi. Đấy. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Oppo K10X 5G này thì là bên mình sẽ thanh lý cho bạn với mức giá coi như là 3 triệu 800.000 đồng các bạn nhá. Đấy, 3 triệu 8, quá là ngon luôn. Đây, tài chính coi như là 3 triệu 8, các bạn mua những con máy mà Oppo, nói thật các bạn, những sản phẩm mà máy chính hãng Oppo chính hãng ấy thì nói thật với các bạn là xích dép những sản phẩm coi như Oppo K10X để các bạn nhé. Mình nói thật luôn đấy, sản phẩm máy mới này thì bên mình sẽ bảo hành 1 năm cho bạn và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên, nên các bạn yên tâm bạn nhé. Đấy, được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên cho bạn nhé. Oppo K10X 5G các bạn nhé, quá là ngon các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo thì trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con Oppo A78 các bạn nhá. Oppo A78 thì là cấu hình cái con này mình là sẽ là phiên bản là RAM 8 này. Bộ nhớ trong sẽ là 256GB, vào cho đưa cho mẹ đi. Đấy, thì mình sẽ khui hộp ra xem chi tiết cho bạn cái Oppo A78 này các bạn nhá. Đưa cho mẹ bóc cho con. Đây thì mình sẽ khui hộp ra cho bạn nhé. Trong đây là ốp này, que chọc sim này, và đây là máy này. Con này của mình là có kèm sạc nhanh 67W các bạn nhé, kèm cục sạc nhanh 67W các bạn nhé. Sản phẩm này thì nó thông là về thiết kế của nó cũng rất là đẹp các bạn nhé. Oppo A78 này cũng thiết kế thì là máy màu xanh các bạn nhé. Đây, máy màu xanh rất là đẹp luôn các bạn nhé. Cái con Oppo A78 này của mình thì là trang bị một màn hình AMOLED thì quá là đẹp luôn. Đấy, màn hình AMOLED 6.43 inch Full HD cộng. Đấy, camera chụp ảnh cũng rất là ngon các bạn nhé. Giới thiệu thiết bị này, Oppo A78. Con này của mình là chỉ có hỗ trợ 4G thôi các bạn nhé. Dòng này nó không có 5G, nó chỉ có 4G thôi các bạn nhé. Oppo A78 phiên bản sẽ là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong sẽ là 256GB. Đấy. Chip Snapdragon là 680. Pin 5000, hỗ trợ 2 SIM máy sóng. Đấy. Camera thì mình sẽ vào cho bạn nhé. Camera chụp ảnh cũng rất là sắc nét các bạn nhé. Đấy. Trước sau này selfie cũng rất là ngon các bạn nhé. Và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Oppo A78 này thì bình thường bên em đang bán với mức giá có như là 5.2 triệu các bạn nhé. Ở cửa hàng bên em đang bán với mức giá là 5.2 triệu, nhưng với ở trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì sản phẩm có như là Oppo A78 này thì bên em sẽ thanh lý cho bạn với mức giá có như là 4.700.000 đồng các bạn nhé. Đấy, 4.700.000 cho bạn nhé. Oppo A78 quá là ngon cho bạn nhé. Đấy, sản phẩm này thì bên em sẽ bảo hành 1 năm và lỗi đổi mới trong vòng 1 tháng đầu tiên cho bạn nhé, nên là các bạn yên tâm các bạn nhé. Đấy, cái con này cũng thế này,
Cái con này thì bên em cũng đang bán 4 triệu 2 này. Bán 4 triệu 2 mà bên em có line thì có 3 triệu 3 triệu 8 thôi. Đấy, năm 2024 các bạn đi mua hàng online thì rất là rẻ chỗ đấy các bạn nhá. Đấy, bạn nào mà quan tâm con màn hình cong này thì các bạn xúc cho mình con này quá là ngon bạn nhá. Màn hình cong như S8 S9 này. Rất là ngon, 3 củ rưỡi thôi. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và trong cái phiên live của nhà mình ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu này cho các bạn lựa chọn. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn đã xem video của mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip ở sau các bạn nhé. Bye bye.